Chào các bạn, hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều đơn hàng hỗ trợ các bạn trong việc đi siêu hoặc chuyển việc tại Nhật. Ví dụ như là đơn hàng mình đang cầm trên tay đây là đơn hàng với công ty thiết kế, design quán, văn phòng hoặc là cửa hàng. Địa chỉ làm việc là tại Tokyo, thời gian làm việc là từ 9 giờ đến 18 giờ, mức lương khởi điểm sẽ là 20 man. Các chế độ sẽ được hỗ trợ như là xe sải người Nhật. Chi tiết cụ thể về đơn hàng, các bạn hãy đến tham dự buổi giới thiệu đơn hàng bên công ty mình. Vẫn được tổ chức hàng ngày, thứ 2, thứ 4, thứ 6 vào lúc 11 giờ. Thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 14 giờ. Mỗi buổi giới thiệu đơn hàng bên công ty mình sẽ giới thiệu khoảng hơn 20 đơn hàng cho các bạn có thể lựa chọn để đăng ký phỏng vấn. Sau khi các bạn tham dự buổi giới thiệu đơn hàng, các bạn sẽ được chọn một công ty cảm thấy phù hợp với bạn để đăng ký phỏng vấn. Chi tiết cụ thể hãy liên hệ đến số điện thoại 0362068058. Chào các bạn.